Chợ Bất Động Sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Xây dựng và Bất Động Sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong chuyên đề tuần trước, chúng tôi đã phân tích, đưa ra một số giải pháp trong việc định giá đất tại các dự án BT. Tiếp nối về đề tài này, trong chuyên đề hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những phân tích thực trạng hình thức chỉ định thầu, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án BT và để hình thức đầu tư này hiệu quả hơn. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây. Chỉ định thầu của hợp đồng xây dựng chuyển giao hợp đồng BT là một trong 7 hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong luật đấu thầu năm 2013. Do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn, nên nhiều chủ đầu tư mong muốn áp dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu dự án và giảm bớt rủi ro cho các nhà đầu tư. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Kiểm toán Nhà nước đã trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo báo cáo này, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán 15 dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT. Hầu hết dự án BT đều lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu, dẫn đến lựa chọn các nhà đầu tư không đủ năng lực về tài chính, yếu kém trong quản lý, nên hầu hết các dự án đều chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Dự án đường Lê Đức Thọ, Xuân Phường do công ty cổ phần Tasco làm chủ đầu tư, chậm tiến độ 5 năm. Dự án đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An do công ty Bitexco thực hiện, được phê duyệt vào đầu năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thành. Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây cũ do công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco nằm thực hiện từ năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, theo các thanh tra, các nhà thầu được chỉ định thầu này còn bộc lộ nhiều sai phạm khác như xác định tổng vốn đầu tư, một số chi phí lập cao so với thực tế, dẫn đến hầu hết các dự án BT đều bị đội vốn so với kế hoạch ban đầu. Như vậy, 14 trên 15 dự án BT được thanh tra đều bộc lộ sai phạm chậm tiến độ từ 2 năm đến 10 năm. Các dự án đều bị đội vốn gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Mà nguyên nhân chính là các dự án này đều được chỉ định thầu, lựa chọn các nhà thầu yếu năng lực tài chính, quản trị yếu kém. Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, những dự án BT bộc lộ nhiều sai phạm, thì nguyên nhân chính của những sai phạm từ dự án BT là do hình thức chỉ định thầu và các khu đất dùng để hoán đổi cho dự án BT cũng được giao theo hình thức chỉ định này. Như vậy, chỉ định thầu tại các dự án BT là nguyên nhân dẫn đến các dự án chậm tiến độ, bị đội vốn, đất công bị sử dụng sai mục đích, gây thất thoát ngân sách nhà nước và tham nhũng. Đặc biệt hiện nay, hành lang pháp lý cho đầu tư theo hình thức BT đã được nâng cấp, mặc dù vẫn đang tồn tại những khoảng trống và khoảng chồng chéo pháp luật. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho 5 dự án công trình giao thông theo hình thức BT thực hiện chỉ định thầu, đó là các dự án giải thích về việc Hà Nội thực hiện chỉ định thầu đối với 5 dự án giao thông theo hình thức BT. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định chỉ định thầu đối với 5 dự án đầu tư theo hình thức BT là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ đúng pháp luật, minh bạch và giá đất được tính toán chính xác, không gây thiệt hại cho nhà nước. Theo các điều khoản chuyển tiếp thì căn cứ ngay vào kể cả Nghị định 15 và cũng như Nghị định 63 ngay bây giờ thì đều cho phép cái điều khoản chuyển tiếp ở đây rằng là các dự án đã được lựa chọn nhà đầu tư trước đây thì bây giờ được tiếp tục là thực hiện theo những cái việc đã thực hiện trước đây rồi. Đó là thì chúng tôi chỉ khẳng định lại là thành phố Hà Nội thì đã thực hiện cái việc này theo đúng các quy định tại các thời điểm và theo đúng các cái chỉ đạo hướng dẫn. Tuy nhiên, bản chất của dự án BT đầu tư bằng hình thức chỉ định thầu không qua đấu giá, khi lựa chọn chủ đầu tư các dự án BT, năng lực tài chính của doanh nghiệp để triển khai dự án đúng tiến độ luôn được xem là điều kiện quan trọng. Nhưng việc này các cơ quan chức năng đã không thực hiện nghiêm túc, dẫn đến ký hợp đồng đối với một số nhà đầu tư không bảo đảm năng lực tài chính. Suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong 3 năm triển khai cái thực hiện cái nghị định 15 cũng như là thực hiện các cái dự án BOT thông qua bằng các cái hình thức chúng tôi gọi là cái phương thức BOT cũ, thế hệ cũ đó,
thì cũng xảy ra rất là nhiều bất cập mà hiện nay là dư luận đang rất lên án, ví dụ như là cái việc chỉ định thầu, ví dụ như cái việc đội giá của các cái dự án kết cấu hạ tầng, ví dụ như là cái việc công khai minh bạch trong các cái việc về giá đất của các cái quỹ đất đối ứng. Trong luật đất đai là một cái luật mà người ta quan tâm nhất tới vấn đề giá trị đất đai thì lại không có một câu nào có quy định về giá trị đất đai của cái cơ chế BT. Thế nhưng chỉ có một cái điều là người ta lại rất mong đợi cơ chế nào, quy trình nào để xác định giá trị, sao cho giá trị đất đai của nhà nước là không bị thất thoát, thì lại không có. Một lỗ hổng của hình thức chỉ định thầu trong đầu tư BT đã được chỉ ra, đó là các tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư trong các dự án thường do bên mời thầu đưa ra không thống nhất, chưa phù hợp với thực tế, còn nhiều hạn chế. Các nhà đầu tư được lựa chọn không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện thành công dự án. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt các dự án BT thời gian qua bị chậm tiến độ, đội vốn. Quá trình lập dự án đầu tư BT từ công tác kỹ thuật đến coi như dự toán thì nó có nhiều bất cập và nó không sát với thực tế. Cái thứ hai đó là vấn đề về định giá đất để trả lại cho nhà đầu tư thì nó cũng không đúng với cái giá thực tế, giá ở của thị trường. Như vậy thì trong quá trình thực hiện dự án BT thì phần lợi thường là nghiêng về, thiên về các cái nhà đầu tư, còn nhà nước thì thiệt, và thậm chí ở đây là chúng ta thiệt hai lần. Đất cũng là tài sản công. Tài sản công được đem ra trao đổi, nó phải qua một cái quá trình cạnh tranh lành mạnh. Bằng cách ví dụ như đem ra đấu giá miếng đất A đổi lấy hạ tầng B, mời các nhà đầu tư vào, các anh trả giá là các anh muốn thêm bao nhiêu, hoặc các anh ngược lại là trả cho chúng tôi bao nhiêu để đổi lấy cái hạ tầng A này. Chứ còn cho đến nay tôi chưa bao giờ từng thấy cái chuyện là đấu giá đổi đất lấy hạ tầng cả, mà chỉ biết một ngày đẹp trời nào đó thì miếng đất này được đổi cho nhà đầu tư kia để lấy công trình nọ. Còn tại sao nó lại được như vậy thì chưa có một lời giải thích nào thỏa đáng đối với người dân như tôi cả. Cùng với đó, trong quá trình triển khai đấu thầu các dự án BT thực hiện chỉ có rất ít, thậm chí một nhà đầu tư tham gia đấu thầu. Quá trình đấu thầu lại phức tạp, thời gian kéo dài, chi phí để tham gia đấu thầu lớn nên cũng chưa đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia đấu thầu các dự án BT. Việc chỉ định thầu không phải là không minh bạch. Vấn đề đặt ra là không phải là một cái gói, tức là một cái gói đã được duyệt sẵn và sau bây giờ thì việc trả thấp hay trả cao, mà vấn đề đặt ra là gì? Nhà nước có thời gian để nghiên cứu, nhà nước lên được tổng mức, nhà nước xác định mọi thứ. Vấn đề là các nhà đầu tư họ có muốn vào hay không. Có nhiều nơi chỉ có một nhà đầu tư. Trong trường hợp này thì đấu thầu lúc đấy nó là hình thức. Trong thời gian qua, phần lớn các dự án BT thường được chỉ định thầu, các khu đất dùng để hoán đổi cho dự án BT cũng hay được giao theo hình thức chỉ định. Vì thế, hầu như nhà đầu tư chủ động chọn các khu đất mà họ muốn hoán đổi trước, sau đó mới tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Vì vậy, việc thực hiện phương thức chỉ định thầu, nhà đầu tư để giao các khu đất vàng đã dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước lớn. Để khắc phục những tồn tại hạn chế của các dự án BT, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63 năm 2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực mới đây. Dù thuật ngữ chỉ định thầu không còn trong nghị định mới hướng dẫn thực hiện PPP, song chiều theo Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013, thì các dự án vẫn có thể được chỉ định thầu trong một số trường hợp đặc biệt như mang tính cấp bách, đảm bảo bí mật của nhà nước. Theo nhiều chuyên gia, thì quy định mới này vẫn còn chưa chặt chẽ và tồn tại nhiều vướng mắc cần phải tháo gỡ. Chính vì còn rất nhiều bất cập trong các dự án xây dựng chuyển giao BT, Nghị định 63 năm 2018 có nhiều thay đổi đáng chú ý so với các quy định cũ. Điều đáng kể nhất là bỏ quy định cho phép đấu thầu hoặc chỉ định thầu dự án PPP. Thay vào đó, tại Điều 37 Nghị định 63 quy định, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các cái dự án liên quan đến BT chẳng hạn, thì chúng tôi trong cái Nghị định 63 này, chúng tôi dành hẳn một chương để quy định các điều kiện để thực hiện các dự án BT. Trong đó thì quy định rất rõ là đối với cái dự án hạ tầng thì phải là khi chỉ được đấu thầu dự án hạ tầng, được lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án hạ tầng khi mà cái dự án đã được thiết kế và tổng dự toán đã phải được phê duyệt. Cái này để tránh cái hiện tượng là sẽ đội giá. Mặc dù nghị định đã dành một chương để quy định về đầu tư BT, tuy nhiên một số nội dung cấp nghị định chưa thể quy định mà cần phải được thể chế tại cấp luật, hoặc đặc biệt là chưa có quy định rõ ràng về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, quy trình thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư như thế nào vẫn còn là một khoảng trống. Theo như quy định của 63 thì
khi mà một cái dự án mà nhà đầu tư đề xuất thì nhà đầu tư đề xuất ý tưởng, nhà đầu tư xây dựng cái dự án khả thi bao gồm thiết kế đến dự toán, rồi sau đó là nhà đầu tư thực hiện cái dự án đấy. Nhà nước mặc dù ở trong này nhà nước có vai trò là thẩm định đối với dự án đấy, nhưng mà gần như cả cái chuỗi của dự án đấy nó bó gọn trong một nhà đầu tư, từ cái việc ý tưởng đến quá trình thực thi. Khi chúng ta giao toàn bộ cái công trình này, cái công đoạn này, cái quá trình này cho nhà đầu tư thì nhà đầu tư sẽ cố gắng tối đa hóa cái lợi ích về họ. Bài học từ các đô thị lớn trên thế giới như Singapore, Seoul, Thượng Hải hoặc Bắc Kinh phát triển tươm tất bài bản như vậy là do họ khai thác tốt các giá trị từ đất, thực hiện theo mô hình hợp tác công tư, hợp tác PT thanh toán bằng quỹ đất. Đặc biệt Singapore do khan hiếm đất đai, chính vì thế mà các nhà quản lý tính toán kỹ lưỡng sao cho việc sử dụng hiệu quả cao nhất của từng tấc đất. Đó chính là sự kết hợp giữa quy hoạch dài hạn, chính sách đất đai phù hợp, có sự kiểm soát phối hợp chặt chẽ từ người dân cho đến chính phủ để khai thác giá trị từ đất một cách hiệu quả nhất. Với tư cách là người mua các dịch vụ, nhà nước có vai trò lựa chọn nhà thầu. Chỉ những nhà thầu đủ năng lực mới được dự thầu. Tại Singapore, vấn đề đủ năng lực là có tiềm lực và sự ổn định về vốn, có năng lực quản lý và có kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự trước đó. Chính phủ Singapore ưu tiên lựa chọn nhà thầu là nhóm công ty liên doanh giữa một nhà thầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, một nhà thầu có năng lực tài chính và một nhà thầu có khả năng điều hành cơ sở hạ tầng sau khi dự án hoàn thành. Thông qua đấu thầu cạnh tranh, nhà nước chọn một liên doanh nhà thầu thích hợp. Trong quá trình thực hiện, khu vực công có quyền thay đổi trong giới hạn một số khía cạnh của hợp đồng nhằm bảo đảm việc thực hiện tốt nhất. Khai thác giá trị từ đất là một phương thức vô cùng quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng. Chính vì vậy, tại Việt Nam, các cơ quan chức năng cần phải tính toán kỹ lưỡng, sao cho sử dụng hiệu quả cao nhất của từng tấc đất. Đây là một phương thức hiệu quả và rất cần thiết để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị với điều kiện là phải thực hiện theo một quy trình minh bạch và rõ ràng. Để các dự án BT đạt được chất lượng và thành công, thì nhà đầu tư có uy tín, có năng lực là yếu tố tiên quyết. Chính vì vậy, phương án đấu thầu và đấu giá công khai minh bạch là lựa chọn tối ưu. Cùng với đó, việc phối hợp chặt chẽ từ các bên liên quan, đặc biệt là chính các nhà đầu tư trong việc tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định, sẽ là cách thức để đầu tư BT trở nên hiệu quả và an toàn. Và tiếp tục chương trình sẽ là những ý kiến đóng góp của các chuyên gia về vấn đề này mà phóng viên VITV đã ghi nhận được. Hình thức chỉ định thầu là một cái hình thức rất là sơ khai trong cái quá trình đầu tư đối với các dự án đầu tư. Tôi cho rằng trong cái bối cảnh như ở Việt Nam hiện nay ấy, thì chúng ta không nên duy trì các cái hình thức là chỉ định thầu đối với các dự án như vậy. Hình thức chỉ định thầu chỉ thực hiện nên thực hiện ở một số các cái dự án ở các cái vùng đặc biệt khó khăn, khi mà không có các cái nhà đầu tư thì có thể là mời gọi và chỉ định để người ta tham gia. Còn với những cái địa bàn, với những cái thị trường mà phát triển như ở các thành phố lớn như Hà Nội, như thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác thì chúng ta nên thực hiện là công khai, minh bạch và đấu thầu. Cái giải pháp cho các cái dự án BT đó là tôi cho rằng là chúng ta cần phải opening hơn nữa với quốc tế. Đa số các dự án BT là các dự án mà chúng ta cũng mời các nhà đầu tư quốc tế, nhà đầu tư quốc tế, nhưng mà chúng ta cũng có những cái tiêu chí mà nó không thực sự phù hợp. Bao gồm là thứ nhất là cái đánh giá cái khung năng lực của các nhà đầu tư quốc tế là hiện nay chúng ta hoàn toàn vắng. Chúng ta vắng hoàn toàn. Chúng ta mới gọi là dự án nào thì đánh giá dự án đó, nhưng cái khung năng lực của các nhà đầu tư quốc tế là chúng ta chưa có. Các cái nhà đầu tư nước ngoài vào cái sân chơi này, thì khi các nhà đầu tư nước ngoài vào sân chơi này thì những cái dự án BT là những dự án có giá trị lớn, thì chúng ta mới có cơ hội để có nhiều nhà đầu tư cạnh tranh nhau, thì chúng ta mới có thể đấu thầu được, thay bằng việc là chúng ta chỉ định thầu. Cái quan điểm của tôi thì cái tốt nhất để mà hiệu quả nhất thì không nên đầu tư theo hình thức BT, mà các địa phương nên tạo cái quỹ đất sạch, tổ chức đấu giá độc lập với cả cái các cái hợp đồng đầu tư hạ tầng. Việc này thì nó đưa đến cái việc là một cái hợp đồng giao dịch nó chỉ có một khoản lợi nhuận cố định chứ không thể tính được hai khoản lợi nhuận. Nhà nước cần nắm vai trò chủ đạo, có cơ chế giám sát và hỗ trợ hiệu quả, là nhân tố thúc đẩy các nhà đầu tư có thái độ nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm nhằm đảm bảo hiệu quả và tiến độ của các dự án, đồng thời giúp ngăn chặn các hành vi ăn bớt, tham nhũng, hối lộ hoặc có thể giúp giải quyết ngay những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện. Thưa quý vị, mới đây Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tạm dừng việc xem xét quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.
cho đến khi nghị định của chính phủ quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho các nhà đầu tư theo hình thức BT có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, để có những giải pháp tốt nhất, không chỉ một sớm một chiều có thể giải quyết được mà cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều ban ngành chức năng, mọi dự án đối tác công tư phải được công khai toàn bộ, có sự tham gia giám sát của người dân và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các bên có liên quan phải thực hiện đúng trách nhiệm giải trình trước các ý kiến giám sát của nhân dân. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.